Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu MD của Đờ Lông và giải mã 24 bit. Một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Máy được thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh, vàng gôn, máy rất đẹp. Thì con này, cái ổ MD của nó là chạy mắt phổ thông KMS260, mắt phổ thông và dễ thay thế. Còn con này nó giải mã 24 bit, nó chạy hai con chip PCM1702, một phiên bản thu nhỏ của con đầu DMD-S10. Con này máy về rất đẹp các bác nhé. Ổ MD và mặt quắc được thiết kế ở giữa, nhìn rất cân. Và hai bên là hai bên dàn phím chức năng của nó. Máy rất đẹp. Em sẽ quay cái đằng sau cho các bác xem cách kết nối này. Thì con này nó có hai đường quang dành cho hai tivi này, một đường đồng trục này, một đường AV Aura Mini này và một đường AV In này. Các bác có điện thoại thì kết nối 3.5 ra AV vào đây được. Con này điện 100V 16W 50/60Hz. Số seri đuôi của nó là 5, số đuôi của nó là 56272. Máy được sản xuất tại Nhật Bản nhé. Hàng Nhật nội địa, điện 100V. Còn bác nào có nhu cầu muốn mua thì em sẽ gửi ảnh chi tiết ruột gan qua tin nhắn Zalo. Là số điện thoại của em là 0966723489. Là số Zalo của em. Tên số Zalo là Dũng Hương, Dũng HP. Còn bây giờ em sẽ vào phần test. Thì con này cái phím input của nó đây. Em đang cắm Optica 1. Xong các bác ấn không cần đĩa mồi các bác, không nút không có đĩa ở trong. Ấn nút Exit Monitor cho em. Bây giờ em sẽ đút cái đĩa MD vào. Thì các bác lưu ý đút theo chiều mũi tên cho em nhé. Con này nó là mắt phổ thông, thế nên các bác có những cái nhà bác có đầu CD thì các bác cứ kết nối cổng quang vào để ghi ra đĩa MD, rất hay luôn. Em sẽ play này. Play này. Đón anh trở về trên môi nở nụ cười thương. Đêm tối quay ta kể chuyện ngày chúng mình.
Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách ghi đĩa này. Ấn nút rách cho em này. Thì các bác không ghi ấn nút top cho em này. Ấn nút eject để cho đĩa ra này. Được rồi. Em sẽ đút đĩa vào này. Em sẽ play lại cái bài 3 này. Hoa bên suối sống cho nhau mà thôi, những lúc sương chiều sương và khi gió ngây, rồi mùa đông băng giá em không ngày sau. Tất cả là ghi là phát ok này. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách xóa đĩa này. Các bác ấn nút eject cho em này. Thì nó sẽ hiện chữ on red này. Ấn cái phím enter bên này hai lần cho em. Đấy. Thì nó sẽ hiện chữ blank disk là đĩa trắng này. Các bác ấn cho đĩa ra. Còn cái cổng ở đây là cổng cắm cây bát bàn phím này. Để mình gõ tên bài hát. Cổng PS2 là cổng đời cổ. Đấy là nó đã xóa được ok rồi các bác nhé. Đấy. Thu phát ghi xóa là ok. Các bác không dùng bác tắt nguồn lên, xong đó bác bật nguồn lên này. Đấy, hướng dẫn từ đầu luôn này. Thì khi các bác đã để chữ input OPT một lần rồi thì lần sau nó cứ thế nó new thôi. Các bác không ấn vào cái nút này không bao giờ phải ấn lại cái cổng đầu vào của nó. Chỉ ấn nút exit monitor thôi là giải mã này. Tôi vẫn cô đơn không hầm sâu không hầm rối. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi nghe. Thì các bác không giải mã nữa, các bác ấn nút exit monitor cho em. Xong các bác tắt nguồn đi. Cứ làm lần lượt theo trình tự. Thì tất cả các chức năng em đã test ok hết rồi. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489. Và cũng là số Zalo luôn. Cảm ơn các bác đã xem hết video này. Xin chân thành cảm ơn.